Trúc Trà, em có biết chị sống và ra khỏi tù là nhờ anh Hiếu. Tình yêu của anh Hiếu là động lực lớn nhất để cho chị sống tiếp tục. Vì vậy em cũng mong là hai anh chị sống hạnh phúc bên nhau. Có thật là câu nói này xuất phát từ đáy lòng của em không? Em nói thật mà chị. Vậy thì em làm ơn giúp chị đi. Dạ, em giúp được chị chuyện gì? Em hãy rời khỏi căn nhà này. Trúc Trà, chị biết là chị đòi hỏi như vậy có hơi quá, nhưng mà em hãy hiểu cho chị đi. Bây giờ chị không còn cảm thấy có một chút tự tin gì hết. Chị thấy mình không xứng đáng với anh Hiếu. Quá khứ tù tội luôn đè nặng lên vai của chị. Chị đừng có nghĩ như vậy. Chuyện đã qua rồi, chị cho nó qua luôn đi. Chị cũng muốn cho qua lắm, nhưng mà người đời đâu dễ gì quên. Họ luôn nhắc, em cũng thấy rồi đó. Trúc Trà, nếu như em ở đây, má chị, anh Võ Hiếu, thậm chí ngay cả cô hai cũng đem em ra so sánh với chị. Chị không thể nào chấp nhận cái cảnh này hoài như vậy. Thì ra là như vậy. Trúc Trà, chị rất thương em, chị cũng tin em. Nhưng mà đàn ông mà em có bản lĩnh tới đâu, họ thấy người yêu của họ sống trong đau khổ, họ vẫn lo lắng. Chị sợ một ngày nào đó chị sẽ mất anh Hiếu thôi. Chị, em hứa với chị, em sẽ không làm gì có lỗi với chị đâu. Chị xin em, em hãy thông cảm cho chị. Em hãy quay về với chồng em đi. Đừng để anh Hiếu phải lo lắng cho em nữa. Suy nghĩ kỹ những lời chị nói. Dạ, em biết mình phải làm gì rồi. Chị yên tâm đi. Em không muốn mình là nguyên nhân gây ra sóng gió trong cuộc hôn nhân của chị đâu. Chị tin em. Hai đứa nói cái gì vậy? Dạ, không có gì. Má có mua bánh tằm bì ở trỏng kìa. Hai đứa vô ăn đi con. Dạ. Em vô chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Chị quét sân phụ em cho. Dạ. Chà, bỏ đi thật rồi. Là má gọi, mình biết trả lời sao đây? Con ơi, con Trúc Trà đã bỏ đi rồi. Sao? Trúc Trà bỏ đi hả?
Chắc là nó đi chợ thôi mà má. Không, nó bỏ đi thật rồi. Trời ơi, nó đi mà không nói với má một tiếng nào vậy? Má, chắc là nó đi kiếm chồng nó thôi. Má đừng có lo quá. Đúng rồi, để má liên lạc với Quý coi. Nè, má ngồi xuống đi. Má gọi Kỳ Quý xem. Dạ con nghe nè má. Con ơi, vợ con á, nó có lên trên chỗ con không? Dạ không. Có chuyện gì vậy má? Nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Dạ. Má nói cái gì? Trúc Trà bỏ đi hồi nào má? Má cũng không biết nữa. Sang ngủ dậy thì thấy cửa nhà mở tan hoang à. Má đi tìm khắp nhà không có nó. Vô phòng thì thấy mấy cái đồ cá nhân nó đem đi hết rồi. Trời ơi, tại sao Trúc Trà lại bỏ đi? Nè nè, từ hôm qua tới giờ vợ con nó có liên lạc với con không? Dạ con có nhắn tin hồi trưa thôi. Tối con với Hiếu đi tiếp khách chiều khuya cho nên con cũng có gọi lại. Bây giờ má cúp máy đi, để con gọi điện thoại liên lạc với vợ con coi có được không nha má. Vậy con liên lạc với vợ con liền đi. Dạ dạ. Vậy thì em làm ơn giúp chị đi. Dạ, em giúp được chị chuyện gì? Em hãy rời khỏi căn nhà này. Trúc Trà, chị biết là chị đòi hỏi như vậy có hơi quá, nhưng mà em hãy hiểu cho chị đi. Bây giờ chị không còn cảm thấy có một chút tự tin gì hết. Chị thấy mình không xứng đáng với anh Hiếu. Quá khứ tù tội luôn đè nặng lên vai của chị. Chị đừng có nghĩ như vậy. Chuyện đã qua rồi, chị cho nó qua luôn đi. Chị cũng muốn cho qua lắm, nhưng mà người đời đâu dễ gì quên. Họ luôn nhắc, em cũng thấy rồi đó. Trúc Trà, nếu như em ở đây, má chị, anh vợ Hiếu, thậm chí ngay cả cô hai cũng đem em ra so sánh với chị. Chị không thể nào chấp nhận cái cảnh này hoài như vậy. Thì ra là như vậy. Trúc Trà, chị rất thương em, chị cũng tin em. Nhưng mà đàn ông mà em, có bản lĩnh tới đâu, họ thấy người yêu của họ sống trong đau khổ, họ vẫn lo lắng. Chị sợ một ngày nào đó chị sẽ mất anh Hiếu thôi. Là anh Quý gọi. Mình chỉ làm phiền mọi người. Nếu mình âm thầm ra đi cũng là cách để cho mẹ con anh Quý hòa thuận với nhau. Mình cần một chút thời gian để suy nghĩ. Dạ. Hiếu, Trúc Trà bỏ nhà đi rồi. Hả? Ai báo mày? Má gọi điện lên báo tao biết.
Rồi mày có gọi Trúc Trà thử chưa? Tao gọi rồi mà Trúc Trà không có nghe máy. Tao gọi cũng không được luôn. Không biết Trúc Trà có xảy ra chuyện gì không nữa. Tao thấy lo lắm. Mày nghĩ thử coi Trúc Trà đi đâu. Nãy giờ tao nghĩ kỹ rồi mà không biết sao nữa. Mày cũng biết tính của Trúc Trà rồi. Trúc Trà là người sống khép kín, ở dưới quê không có bạn, ở Sài Gòn càng không. Rồi vậy có khi nào Trúc Trà về bên chung cư không? Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Tại vì Trúc Trà biết mẹ tao và Lý Hạ đang bên đó, làm sao mà quay về đó được. Đó là mày nghĩ vậy thôi. Mày phải ghé qua kiểm tra thử coi sao chứ. Ờ, đúng rồi. Để tao tạo qua bên đó coi sao. Ê, có khi nào Trúc Trà về nhà bác ba không? Ờ, cũng có thể. Bây giờ chia ra, má tìm dưới quê, tao tìm Sài Gòn, mày lên Bảo Lâm đi. Ờ, nè, ai tìm được trước, gọi điện thoại báo nha. Ừ. Không biết con nhỏ nó bỏ đi đâu nữa. Nó mà có chuyện gì thì làm sao tôi ăn nói với ông bà Trung đi. Má, Trúc Trà nó có phải con nít đâu mà má cứ lo cho nó vậy. Nó lớn rồi, biết đâu là nó đi qua nhà học trò của nó. Nó cũng từng là giáo viên mà. Má đừng có quan tâm nó thái quá. Tại sao má lại không quan tâm được chứ? Trúc Trà nó quyết định bỏ đi thì nó phải tự biết mà quay về. Mắc mớ gì má phải lo cho nó. Hôm qua con đã nói gì với nó mà nó phải bỏ đi? Con có nói gì đâu. Chắc chắn là có. Má thấy hai đứa to nhỏ với nhau, có phải con đuổi nó đi không? Sao lúc nào má cũng đổ lỗi cho con hết vậy? Con chỉ nói với Trúc Trà là nó phải mạnh mẽ, nó phải làm chủ cuộc hôn nhân của nó. Con nói như vậy có gì sai đâu. Má nghe này Hiếu. Má, bây giờ má đi tìm Trúc Trà ở dưới đó đi. Coi cô có đi lang thang ở đâu đó không. Con sẽ đi tìm ở Sài Gòn. Con thằng Quý chạy về trên nhà bác bà Trung đi tìm. Vậy nghe má. Má sẽ đi tìm liền. Nè, hai đứa, có tin tức gì của Trúc Trà gọi điện về cho má liền nghe chưa? Dạ, má đừng có khóc nữa. Giờ má phải bình tĩnh. Má có chuyện gì tụi con lại càng hối thêm nữa. Nghe má. Má không khóc nữa. Con ơi, giờ đi tìm em thêm con ơi. Dạ, con biết rồi. Tội nghiệp con nhỏ. Làm gì mà mọi người rối lên vậy? Con nhỏ này nó phiền phức thiệt á. Nhà có chuyện gì vậy mợ ba? Chị, con Trúc Trà nó bỏ đi rồi chị. Hả? Sao nó lại bỏ đi? Không có liên quan gì tới con đâu. Nó có chân, nó thích thì nó đi thôi. Ờ, mà mợ có liên lạc với thằng Hiếu thằng Quý không? Coi con Trà nó có lên Sài Gòn không? Em liên lạc rồi, hai đứa nó cũng không có tin tức gì. Còn mái của con Trà cũng không có tín hiệu luôn. Trời ơi, sao nó dại vậy? Thân cô thế yếu có một mình, sao lại đi mà không nói với ai? Em phải đi tìm con nhỏ, coi nó có quanh quẩn đâu đây không. Ờ, để tôi đi với mợ. Đi mợ. Ăn bánh mì khô cần cổ, nuốt sao trôi. Bây giờ không ăn bánh mì thì ăn mì gói, chứ ăn linh tinh mẹ lại đau bụng nữa. Con dậy rồi hả? Thưa mẹ.
Làm ơn cho em hỏi nãy giờ anh có thấy cô gái này đi ngang qua đây không anh? Dạ không biết. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn cho em hỏi nãy giờ chị có thấy cô gái này đi ngang qua đây không chị? À tôi không có thấy cậu ơi. Dạ dạ em cảm ơn. Đây là mơn cho em hỏi nãy giờ anh có thấy cô gái này đi ngang qua đây không anh? À, không thấy anh ơi. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Vô rót cho cô hai với má bay hai ly nước coi. Dạ. Ngồi đi mở. Nghỉ chút đi em. Nắng lắm rồi. Nghỉ đi rồi chút đi tiếp. Má uống nước. Cô hai uống nước. Uống ly nước cho khỏe đi em. Con nghĩ Trúc Trà không sao đâu. Chắc là nó muốn tìm một nơi nào đó để suy nghĩ thôi. Mọi người đừng có bảo bọc em nó quá. Như vậy làm sao nó trưởng thành được. Nguyên nhân Trúc Trà nó bỏ đi là do con. Lúc nào con cũng hằng học nói nặng nói nhẹ nên Trúc Trà mới bỏ đi. Bây giờ con không biết lỗi mà còn nói vậy là sao? Má, tại sao má lại đổ thừa con? Nó muốn bỏ đi thì nó đi thôi. Má đừng có đổ thừa con kiểu như vậy. Còn Trúc Trà, nó là một đứa ngoan hiền. Bây giờ nó đi vậy đó, mày không chút lo lắng gì cho nó hả? Cái gì vậy? Riết rồi cái nhà này lúc nào cũng binh vực nó hết. Cái gì cũng trúng trà. Con thì cầu cho nó chết luôn đi. Con nhỏ này nó quá đáng lắm mà. Thiệt ai mà chịu nổi nó. Thằng Hiếu nó vô phước lắm. Nó có con vợ đánh đá mà không biết điều như nó vậy nè.
Alo, tao nghe nè. Ủa, Hiếu hả? Mày có tin gì của chú Trà không? Không, tao vẫn đang đi tìm nè. Mày gần tới chưa? Tao đi được nửa đường rồi. Tao nghĩ chú Trà không về quê đâu. Chắc chắn là cổ lang thang ở Sài Gòn đây thôi. Tao cũng mong á là gặp được chú Trà ở trên đó. Thôi, tao dọt nha. Có gì báo tin cho tao biết. Ừ, mày tập trung lái xe đi. Ừ. Em ơi, em có sao không vậy? Em không sao đâu. Em có cần chị giúp gì không? Dạ, em không cần đâu. Cảm ơn chị. Sao chị thấy em không giống như người ở đây? Dạ, em chỉ đi ngang qua đây thôi. Ủa, nhà em ở đâu mà chị thấy em quen mặt quá à? Dạ, em ở dưới quê mới lên. À, rồi à, em lên đây kiếm việc làm hả? Dạ không. Ờ thôi đừng khóc nữa. Bà có tập nữa không bà? Mới đây xong nghỉ rồi. Ờ thôi để nè, em chắc là có ổn không? Dạ em không sao đâu, em cảm ơn chị. Ừ, vậy thôi để chị tập tiếp với bạn nha. Dạ. Ừ, thôi đi mấy bà, tập tiếp. Đi. Đi nha. Dạ. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi nãy giờ chị có thấy cô gái này đi ngang qua đây không chị? Ờ, tôi không thấy. Dạ, em cảm ơn. Chơi cô Trúc Trà nghe ông. Tôi đã tìm mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không thấy cô nhỏ. Phù hộ cho nó bình yên nha ông. Dại dột vậy, cô bỏ đi đâu vậy Trúc Trà? Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà. Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà ơi, Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà ơi, Trúc Trà. Trúc
Trà, Trúc Trà, em ở đâu vậy? Trúc Trà, em có mệnh hệ gì thì làm sao mà anh sống nổi? Của em xinh đẹp. Nè nè, sao ngồi đây mình vậy? Làm gì vậy hả? Nè, ủa em đi đâu mà giờ này ở công viên vậy? Đi kiếm trai hả? Nè, buông tôi ra đi. Chơi với anh nha. Tôi xin mấy anh đó, mấy anh đừng có hại tôi mà. Nè, tụi anh có làm gì em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì em sẽ được bảo toàn tính mạng. Nè, tôi la lên bây giờ đó. Má tụi ta. Không la lên coi. La lên. Em la lên coi thằng nào tới cứu em. Nè, tôi la đi. Nè, tụi anh ở đây bị nhiễm HIV hết rồi. La đi. Mày mà tìm cách chống cự, tao cào mày cho coi. Thả tôi ra đi. Bình tĩnh lại. Thả tôi ra đi. Làm vậy mà. Thả tôi ra đi. Má, má đã cả ngày đi kiếm nó rồi, rồi bây giờ má không chịu ăn chịu uống gì hết. Lỡ má đổ bệnh thì sao hả má? Kệ má đi. Má không muốn ăn uống gì hết. Má chỉ biết nghĩ tới Trúc Trà. Má có nghĩ tới con không? Lỡ như má có chuyện gì thì ai là người thiệt thòi? Con đã mất ba rồi, con không muốn mất má nữa. Con yên tâm đi, má không chết được đâu. Chỉ sợ đêm nay mà không tìm được Trúc Trà thì nó mới là người gặp nguy. Má, tại sao lúc nào má có tin tức gì của con Trúc Trà chứ mà ba? Chưa chị ơi, nhưng em có linh cảm là con nhỏ đang gặp nguy hiểm đó chị. Má, sao má cứ tự hù mình hoài vậy? Sao mày sống lạnh lùng quá vậy? Dù sao cũng là chị em sống chung nhà nè, con Trúc Trà có gì ba vui được không? Con biết lúc nào cô cũng coi trọng Trúc Trà hơn con. Cho nên Trúc Trà có chuyện gì thì cô đau lòng cũng phải thôi. Nhưng đối với con, Trúc Trà luôn là người gây rắc rối trong cái nhà này. Trước khi nói á, mày tự gác tay lên trái suy nghĩ đi. Tại sao cái nhà này lại yêu thương Trúc Trà? Vì nó sống á, đạo đức của nó không có gì phải nói. Còn bay, bay tự coi lại mình đi. Tự coi mình lại là sao? Con biết đã từ rất lâu là cô không ưa gì con rồi. Đúng, con là đứa chẳng ra gì. Con là đứa hại cháu cô phải ngồi tù 3 năm và bản thân mình cũng phải ngồi tù 10 năm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho cô ghim trong lòng suốt đời mà. Thôi đi, hai cô cháu đừng cãi với nhau nữa. Chuyện Trúc Trà chưa giải quyết xong mà. Thiệt chứ, mà thấy không, tôi nói một tiếng là nó trả lời với tôi một tiếng à. Chiều Dương nè, con không được ăn nói với cô hai như vậy. Cái gì cũng là Trúc Trà, vì nó mà mọi người coi thường con, luôn luôn đem con ra để so sánh. Con biết lúc nào con cũng chỉ là cái gai trong mắt mọi người thôi chứ gì. Chiều Dương, hôm nay đi khỏe không? Trời khỏe quá trời vậy. Đã đi khỏe ha. Dạ. Ủa gì em? Chị làm ơn cho em hỏi thăm, nãy giờ tập thể dục chị có thấy cô gái này đi qua đây không? À, hồi nãy tôi mới gặp cổ á. Đúng rồi. Ủa, chị chắc không? Chắc mà. Chắc luôn. Cái cô hồi nãy á, nhìn mặt bơ phờ lắm.
Ủa mà chị gặp cổ ở đâu? Ở trong công viên kìa. Hồi nãy mấy tôi đi tập thể dục mới về nè. Tôi mới thấy dạ, em cảm ơn mấy chị. Đi kiếm đi. Chạy đi kiếm rồi đó bà. Thôi về. Về. Trúc Trà. Mày quên biến lại. Xin cái thằng đó. Đừng có làm như vậy mà. Đừng có làm. Thằng kia. Mày. Trúc Trà. Trúc Trà. Alo. Quy hả? Tao tìm được Trúc Trà rồi. Cái gì? Mày tìm được Trúc Trà rồi hả? Trúc Trà ở đâu vậy hả? Cho tao nói chuyện với Trà đi. Trúc Trà không nói chuyện được. Cô đang trong phòng cấp cứu. Tại sao nằm trong phòng cấp cứu? Tại sao vậy? Mày chạy về gấp đi. Tao đang ở bệnh viện nè, gặp rồi nói. Nếu vậy thì nghe này Hiếu ơi, sao rồi con? Con tìm được em con chưa? Con tìm thấy Trúc Trà rồi má. Nhưng mà sao hả con? Trúc Trà nó bị làm sao rồi hả? Trúc Trà xảy ra chuyện gì hả má ơi? Trúc Trà suýt nữa là bị người ta cưỡng hiếp. Bây giờ em đang nằm cấp cứu mà. Má ơi. Má. Má ba ơi. Má sao vậy? Con Trà nó sao rồi mà nói tôi nghe coi. Chị ơi. Trúc Trà nó bị người ta cưỡng hiếp. Trời ơi. Con Trà. Bác sĩ. Chào anh. Ủa tại sao em gái tôi vẫn chưa tỉnh vậy bác sĩ? Bệnh nhân đang trong tình trạng sốc nặng. Cô ấy bất tỉnh là chuyện bình thường. Chúng tôi đã tiêm thuốc và đang theo dõi. Anh cứ yên tâm bình tĩnh nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Lỗi là của em. Em không giữ được con nhỏ ở đây. Mợ làm gì có lỗi. Mợ coi con Trà như là con ruột vậy đó. Bởi vậy mới có người ganh ghét nó. Con Trà sao nó ở nhà này nổi. Chiêu Dương, con vừa lòng chưa hả? Trúc Trà ra nông nổi này con vui lắm sao? Mọi người cứ trút hết lên đầu tôi đi. Ừ, tại tôi đó. Được chưa? Chị hai, em phải vô thăm Trúc Trà liền. Em không thể nào bỏ con nhỏ trong lúc này.
Trời tối rồi mà đi sao được, để sáng hai đi. Em phải đi liền, em ra lộ em đón xe đò em đi. Thôi thôi, vậy để tôi về tôi kêu thằng Tư nó chạy xe nó đưa mợ đi. Con cũng oán trách má, má cũng đi. Làm người không thể bỏ nhau trong lúc hoạn nạn như thế này được. Bây giờ con có cản thì má cũng đi mà. Má muốn thì má cứ đi đi. Có chuyện gì xảy ra thì má đừng có trách con. Không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với em? Tại sao ngốc vậy Trúc Trà? Anh đâu có bỏ em. Tại sao không gọi cho anh? Trúc Trà! Nè, Trúc Trà! Quý! Trúc Trà bị sao vậy? Trúc Trà xảy ra chuyện gì vậy? Trúc Trà sẽ bị người ta cưỡng hiếp. Cũng may là tao tới kịp. Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Trúc Trà bị sốc nặng, cổ ngất đi trên tay tao. Tao đưa vào bệnh viện tới giờ vẫn chưa tỉnh. Dạ con nghe má. Má tới trước cổng bệnh viện rồi, con ra đón má vô đi. Dạ để con ra liền. Tao ra đón má, má mới lên tới. Mình quá vô cảm, hay tại mình ghen tuông mù quáng? Trúc Trà bị như vậy là lỗi của mình. Mình đã kiếm cớ đuổi nó đi, tại sao mình lại ích kỷ như vậy? Mình thật tệ mà. Cảm giác sợ hãi của mình. Niên ơi, tao lại mày, mày đừng có xuất hiện nữa mà. Trúc Trà vẫn chưa tỉnh sao con? Dạ chưa má, thằng Quý nó cũng mới tới. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ. Cái số nó sao mà khổ dữ vậy không biết nữa. Hết chuyện này cho tới chuyện kia cứ liên tục xảy ra với nó. Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà.
Em tỉnh rồi hả? Đừng, đi ra. Trúc Trà, đi ra. Trúc Trà, đi. Anh mà, đi là anh đây. Đi Trúc Trà, em bình tĩnh lại đi. Là anh đây mà. Em bình tĩnh lại đi. Là anh đây mà. Trà, Trúc Trà, Trúc Trà, là anh mà. Trúc Trà, má này, hiểu đây. Má, má, má này con. Trúc Trà, má này. Trời ơi. Bác sĩ ơi, mà, em. Con tôi. Bình tĩnh đi em. Dạ, bệnh nhân đang trong tình trạng hoảng loạn. Mời người nhà ra ngoài giùm ạ. Dạ, nói chuyện đi em. Thôi ra ngoài đi con. Dạ. Xin người nhà ra ngoài giùm. Đi. Chị ơi, bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Y tá Vy, lấy cho anh một liều thuốc an thần. Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? À, cô ta đang bị kích động nặng. Vừa mới được chích thuốc an thần xong. Khi nào cô ấy tỉnh, tôi sẽ báo cho bà biết. Dạ. Tạm thời gia đình cứ ngồi ở bên ngoài. Khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ gọi. Nhưng mà hạn chế người vào thăm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có, bác sĩ. À, không có gì. À, người nhà mình nhớ chú ý. Khi bệnh nhân co giật mạnh tay thì bên truyền rất dễ bị trọt, dễ gây tụ máu. Có gì người nhà bấm chuông, chúng tôi sẽ tới liền. Dạ, dạ. À, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân phòng 24 thế nào em? Dạ, bệnh nhân sức khỏe bình thường bác sĩ. Trúc Trà ơi, tỉnh lại đi con. Con mà như vậy là má đau lòng lắm, con biết không? Tất cả là tại con. Con không bảo vệ được cho vợ mình. Con đúng là một thằng hèn. Thôi, đừng có tự trách bản thân mình nữa. Điều quan trọng bây giờ là tập trung lo cho Trúc Trà kìa. Đáng lẽ ra mà phải biết ngay cái chuyện này nó xảy ra từ trước. Không biết Chiêu Dương nói cái gì mà nó buồn lắm. Lúc đó má có an ủi nó, mà nó nói là nó không sao hết. Tin của Trúc Trà là vậy đó. Lúc nào mà hỏi tới thì cô cũng không sao, cô ổn. Bây giờ cô không muốn ai quan tâm, lo lắng gì cho cổ hết. Con, mà làm sao con tìm được em vậy con? Trời, vậy đã về ha. Ủa gì em? Dạ, chị làm ơn cho em hỏi thăm. Nãy giờ tập thể dục chị có thấy cô gái này đi qua đây không? À, hồi nãy tôi mới gặp cổ á. Đúng rồi. Ủa, chị chắc không? Chắc mà. Chắc luôn. Cái cô hồi nãy á, nhìn mặt bơ phờ lắm. Ủa mà chị gặp cổ ở đâu? Ở trong công viên kìa. Hồi nãy mấy tôi đi tập thể dục mới về nè. Tôi mới thấy á. Em cảm ơn mấy chị. Đi kiếm đi. Đi kiếm rồi đó bà. Thôi về. Đi. Về. Trúc Trà, mày quên biển lại. Nhờ ơn trên độ mạng, cuối cùng thì Trúc Trà không bị gì hết. Chứ nếu không thì... Cảm ơn Niêu. Cũng may là tới kịp. Thật là kinh khủng. Cho dù là con tới kịp và cái chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, nhưng mà con biết Trúc Trà rất hoảng loạn. Em ấy sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài. Nó là đứa mong manh yếu đuối, vượt qua chuyện này không phải dễ đâu. Bây giờ Trúc Trà đang cần có người bên cạnh chăm sóc. Con thì không biết phải làm sao hết. Con yên tâm đi, con má đây rồi. Má không bao giờ bỏ rơi Trúc Trà đâu. Má, nhưng má còn công việc. Má còn chị Chiêu Dương nữa. Công việc không có quan trọng. Còn con Chiêu Dương nữa. Không sao đâu má. Con sẽ sắp xếp chạy về với vợ con. Mọi thứ bây giờ phải ưu tiên cho Trúc Trà. Ở đây đông, cô không làm được điều gì. Anh đưa má về nhà nghỉ đi. Má, con ở đây chăm sóc cho vợ con được rồi. Không, má không đi đâu hết. Má ngồi đây. Má ngồi má chờ tới khi con Trà nó tỉnh dậy. Má đi đường xa mệt lắm rồi. Con chở má về công ty ngủ một chút. Có gì sáng sớm con chở má vô. Trời cũng gần sáng rồi. Má ở đây luôn. Con về nghỉ đi. Dạ. Vậy thôi con chạy về công ty, có gì sáng con ghé con mua đồ ăn sáng cho mọi người. Khỏi cần đi anh Hiếu. Anh lo việc công ty với nghỉ ngơi đi. Má ráng nằm nghỉ chút xíu nha má. Má biết rồi.
Tôi về quê, tôi tự tử tôi chết cho rồi. Giờ phải thua thằng con của mình. Còn với cái vậy đó, điện thoại cho nó mấy chục cuộc, nó cũng không thèm nghe máy nữa. Bây giờ mẹ con mình về quê là đúng rồi đó mẹ. Chứ ở đây con chán muốn chết luôn rồi đó. Ở đây như ở tù, trong khi ở dưới quê nhà cửa không ai coi ngó. Trúc Trà, má. Trúc Trà, má. Trúc Trà, con tỉnh rồi hả con? Trúc Trà, má này con. Con nhận ra má không? Trúc Trà. Má. Trúc Trà. Em tỉnh rồi hả? Em sao vậy? Trúc Trà. Trúc Trà. Em sao vậy? Trúc Trà. Nè, con, tạm thời bây giờ con khoan đụng vào người vợ con nha, để cho nó bình tĩnh cái đã con nha. Vô đi em. Đây, em đem giấy tờ này qua phòng kinh doanh giùm anh. Bữa nay anh có việc phải ra ngoài, có gì cứ gọi cho anh. Sao mắt anh đỏ hoe vậy? Anh mất ngủ hả? Có ngủ được đâu mà mất. Sao không ngủ được? Đồ anh có chuyện gì hả? Không có gì đâu, em làm việc đi. Người ta chỉ quan tâm tới anh một chút thôi. Biết chừng nào anh mới hiểu được cái tấm chân tình của Đào dành cho anh. Alo, tao nghe nè. Quý, Trúc Trà tỉnh chưa? Cô vừa mới tỉnh, nhưng mà không chịu nói chuyện gì hết, cứ ngồi khóc hoài à. Vậy hả? Tâm trạng của Trúc Trà bây giờ rất tệ. Mình không có làm được gì đâu. Mày cứ im lặng ở bên cạnh cổ đi. Tao biết rồi, nhưng mà tao cảm thấy đau lắm. Tao bất lực, vì không thể gánh được nỗi đau đó cho Trúc Trà. Mày phải bình tĩnh. Trúc Trà rất cần mày để làm chỗ dựa tinh thần. Mạnh mẽ lên. Bây giờ tao chạy qua công ty Trường Thịnh làm việc xong á, tao chạy vô liền. Ừ, vậy nha. Em nghe nè. Em dậy chưa? Dậy rồi. Nhưng mà còn nằm nướng trên giường. Có dậy cũng đâu biết làm gì đâu. À, hồi tối anh qua lu bu lo cho Trúc Trà trong bệnh viện. Tới gần sáng mới về tới nhà, nên không gọi cho em được. Trúc Trà sao rồi? Cậu mới tỉnh dậy sáng nay, nhưng mà bị sốc nặng lắm, cho nên bây giờ đang trong trạng thái rất hoảng loạn.
Mà Trúc Đạt có bị cưỡng hiếp thật không vậy? May là anh ta kịp giải nguy. Tuy là cậu đã bị tụi bụi đời nó khống chế, nhưng mà rất may là tụi nó chưa kịp giở trò đòi bài. Vậy cũng còn may. À, em chịu khó ở nhà một mình vài bữa nha. Má phải ở trên này để lo cho Trúc Trà. Để anh sắp xếp công việc xong chạy về với em ha. Anh đi về nhà liền với em được không? Em không muốn ở nhà một mình. Anh không thể về liền bây giờ được, công việc nhiều quá. Anh phải giải quyết cho ổn cái đã. Tại sao lúc nào anh cũng coi công việc hơn em hết vậy? Không phải như vậy, nhưng mà em biết đó. Bây giờ thằng Quý nó phải ở lại trong bệnh viện để lo cho Trúc Trà. Bao nhiêu công việc công ty anh phải giải quyết hết. Người ta biết lo cho vợ người ta, còn anh biết lo cho vợ của anh không? Hả? Anh biết là em bị ma nhát, Mà anh với má lúc nào cũng bỏ em ở nhà một mình hết vậy? Mà có gì, chẳng qua là em bị quán gà hay là em gặp ác mộng thôi. Anh không bao giờ tin cái chuyện có thế giới bên kia đâu. Vậy tức là anh nói em bịa chuyện chứ gì? Anh không có ý đó, nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt đi, không ai làm hại mình được cả. Được. Em từng sống không tốt, em từng phạm tội giết người, cho nên là em mới bị ma nhát chứ gì, đúng không? Ý anh là vậy đúng không? Thiệt tình, em cứ nói chuyện. Cái chuyện em lỡ tay ngộ sát A Quẩy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em cũng đã phải trả giá bao nhiêu năm rồi. Anh xin em đó, đừng có nghĩ chuyện quá khứ nữa được không? Anh nói thì dễ lắm, người ở trong cuộc như em thì mới biết. Thôi được, anh với má cứ ở trên đó mà lo cho Trúc Trà đi. Mặc em sống chết là sao cũng được đi. Em, tại sao không biết thông cảm, không biết chia sẻ cho ai hết vậy chú Dương? Đừng khuyên bảo, đừng có nói chuyện trong lúc này. Mọi chuyện sẽ phản tác dụng nếu như cứ nhắc đến những biến cố đã xảy ra. Dạ, nhưng mà phải chờ tới bao giờ? Con rất sợ. Con sợ vợ con bị trầm cảm. Điều quan trọng là mình luôn luôn ở bên cạnh để cho Trúc Trà có cảm giác an tâm. Dạ. Bây giờ con chạy về, con lấy đồ rồi con vòng vô liền. Trúc Trà sao rồi má? Hồi nãy tỉnh dậy khóc, không có nói chuyện với ai á, giờ mới ngủ lại đó. Tội nghiệp,
Con chỉ mong sao Trúc Trà sớm vượt qua chuyện này. Sẽ mất rất nhiều thời gian đây. Má nghĩ như vậy đó. Ổn quý đâu má? Má nói nó về lấy đồ cho Trúc Trà rồi. Vậy bên đó lại đụng độ với bà già đó, cũng khổ thân. Để con lấy cơm má ăn nha. Con ăn chưa? Giờ nãy con tranh thủ ăn rồi má. Má, ước gì má được phân thân làm hai. Ở dưới quê thì lo cho đứa ở trên này, mà ở đây thì lo cho đứa ở dưới quê. Má lo cho Chiêu Dương hả? Tâm trạng nó cũng không ổn đó con. Má cũng không hiểu tại sao nó thay đổi dữ vậy. Nó ghen tuông với Trúc Trà, ngay cả má mà cũng bị nó trách móc nữa. Con biết vợ con có nhiều suy nghĩ. Có lẽ Chiêu Dương cô không hài lòng với cuộc sống hiện tại mà. Đứng núi này mà trông núi nọ thì làm sao mình yên được chứ con. Má, má thật sự lo lắng cho cả hai đứa nó. Con Trà cũng vậy, Chiêu Dương cũng vậy. Đứa nào mà cũng thương như nhau hết. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Cuối cùng thì cũng về rồi. Mẹ, mẹ về tới nhà chưa mẹ? Tôi không cần ai quan tâm tới tôi hết á. Mặc kệ tôi đi, sống hay chết đâu có gì quan trọng với mấy người. Vậy cũng mừng. Con sẽ thu xếp về thăm mẹ sau. Thank you.
Trúc Trà, dậy đi con. Dậy mà đút cháo cho con ăn nè. Con nằm vậy hoài sao con khỏe lại được? Con có thương má không con? Thương má thì đừng làm cho má lo nữa. Ngồi về ăn chút cháo đi con nha. Con, mọi chuyện đã qua rồi. Con má bên con không sao đâu con nha. Bác sĩ à, tình trạng của vợ tôi à, tôi thấy không có khả quan hơn. Cô ấy không muốn tiếp xúc với ai hết à. Như vậy có sao không bác sĩ? À, hiện tại cô đang bị sốc tâm lý đó em à. Mà cái cô cần bây giờ là cho cô nghỉ ngơi và hạn chế người vô thăm. Và mình phải kiên nhẫn thôi nha em. Hiện tại mình không can thiệp gì thêm nữa hết. Mình chỉ theo dõi cổ thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ. Cậu yên tâm. Cảm ơn. Uống nước đi con. Nằm xuống nghỉ đi con. À, má. Con. Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không ở bên cạnh em lúc đó nên mới xảy ra chuyện. Anh xin lỗi em. Là lỗi của anh. Ở trong căn nhà này, tất cả những người thân của mày
sẽ không được yên ổn với tao. Mày cứ che giấu đi, mày phải trả giá, mày phải trả giá. Ok, anh biết rồi. À, cảm ơn em. Tao nghe nè. Sáng nay Trúc Trà xuất viện, tao đưa má với Trúc Trà về chung cư nên không tới công ty được. Nên mày giải quyết công việc ở công ty cho tao nha. Ủa Trúc Trà ổn chưa bà bác sĩ cho về vậy? Cũng tạm ổn rồi, nhưng mà tinh thần còn yếu lắm. Bác sĩ nói là bây giờ về nhà phải quan tâm chăm sóc thật nhiều thì mới ổn lại được. Ừ, thôi mày lo cho Trúc Trà đi, mọi việc công ty để tao, xong chiều tao chạy qua. Cảm ơn mày. Ở nhà một mình đâu, anh về liền với em nha. Anh đang bận công ty nhiều việc quá. Em không cần biết anh bận cái gì hết, anh bỏ hết đi, anh quay về với em liền đi. Đi về liền đi mà. Anh đang bận thiệt mà, xong gì anh về liền. Bận, lúc nào anh cũng bận hết. Thật ra là anh muốn tránh mặt em, vì em không còn xứng đáng với anh nữa đúng không? Thank you.
Tất cả đã bỏ rơi tôi rồi, không ai còn cần tôi nữa. Mọi người bỏ mặc tôi với nỗi sợ hãi như thế này. Mặc cho hoang hồn cứ trêu chọc tôi hàng đêm. Sợ lắm. Tôi rất cần một người ở bên cạnh tôi lúc này. Tôi sợ lắm. Ôi. Ngồi ngoài này nghỉ đỡ đi con. Má cho con vô phòng đi. À thôi cũng được, đi vô. Nằm xuống nghỉ ngơi đi con. Má không nói gì má? Tụi con ở đây cũng được đó. Dạ. Thuê hay là mua vậy con? Căn hộ này á là con thuê. Tại trước đây khi làm công ty với Hiếu á, tụi con ở luôn công ty cho tiện. Bây giờ có vợ con rồi cho nên con thuê căn hộ này. Thì cứ vậy đi con, từ từ rồi mình tính sao. Dạ. Má. Có má ở đây với Trúc Trà thiệt là con yên tâm lắm. Má phải ở lại, phải nấu nướng cho nó, bồi dưỡng cho lại sức. Tội nghiệp, nhìn con nhỏ xanh xao mà má đứt ruột. Con cảm ơn má nhiều lắm. Trời ơi, mình là người một nhà, cảm ơn gì không biết nữa. Con cảm ơn má đã luôn thương yêu tụi con. Cảm ơn má đã luôn là chỗ dựa cho Trúc Trà. Con làm gì nữa? Anh chịu giác xác về nhà rồi sao? Có chuyện gì mà bắt anh về gấp vậy? Em biết công ty đang rất nhiều việc mà. Anh vì công việc, anh vì em gái của anh, anh vì má. Vậy có bao giờ anh vì em chưa? Hả? Em đứng hại tư mấy trong cái nhà này anh nói đi. Em, anh xin em đó. Nhà mình bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, em đừng có làm cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Phải, em lúc nào cũng là đứa gây rắc rối trong cái nhà này. Chỉ có con Trúc Trà mới là người đem lại hạnh phúc cho anh và má thôi. Em biết điều đó mà. Em, không phải mà. Buông em ra đi. Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi. Em, thôi mà. Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, bà xã. Đừng giận anh nữa nha. Nha. Anh chở bà xã đi ăn gì đó nha. Chịu không? Em đưa chén cho anh. Em nè, thôi được rồi anh. Em, hôm nay mình chỉ ăn thôi nha, chứ anh không muốn bị tước bằng lái đâu. Em cũng đâu có hứng uống.
Anh tính để qua Tết, công việc thoải mái một chút. Hai vợ chồng mình đi đi Hàn Quốc chơi một chuyến nha. Đến lúc đó rồi hẳn tính đi. Nói trước bớt không qua đâu. Em mất lòng tin với chồng mình như vậy sao? Ngay cả bản thân em còn không tin em nữa mà. Nó sẽ không tin ai đâu. Biết tới khi nào mới lấy lại sự tự tin của một Chiêu Dương mạnh mẽ bản lĩnh như trước đây? Người đó đã chết rồi. Chết cách đây hơn 10 năm. Dạ con nghe má. À con, vợ con đâu rồi? Sao má gọi điện cho nó hoài nó không bắt máy? Dạ vợ con đang tắm á. Ờ, chút nữa nó tắm xong á, con nói với nó là má có gọi cho nó nghe. Hôm rày má lu bu quá không gọi cho nó, má công nó trách. Ủa sao lại trách má? À, chị nó luôn ganh tị với Trúc Trà đó con. Nó cho rằng á là má thương con Trúc Trà hơn nó. Con cũng không biết tại sao mà Chiêu Dương cứ lại phải đố kỵ với Trúc Trà như vậy. Lẽ ra có thêm cô em gái ngoan hiền như vậy có phải vui mừng mới đúng chứ. Anh nói ai đố kỵ? Tôi không cần một đứa em ngoan hiền như vậy. Chính nó đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Nó vô nhà này cướp ba má của tôi, rồi nó lăm lem cướp chồng của tôi. Bây giờ anh biểu tôi phải đối xử tốt với nó hay sao? Chiêu Dương, em kết tội Trúc Trà như vậy em không thấy mình quá đáng hay sao? Tôi nói gì sai? Lúc ba còn sống, ba chỉ biết có nó. Tới bây giờ má cũng vậy. Tất cả mọi người nghe nó bị chuyện gì là bỏ hết cả công việc, bỏ luôn cả tôi để chạy đến với nó. Sao em có thể trách má được? Trúc Trà chút xíu nữa là bị kẻ xấu hãm hại. Em có biết cái chuyện đó nó kinh khủng như thế nào với Trúc Trà không? Lương tâm em để đâu mà khi nhìn thấy người thân của mình gặp hoạn nạn, em đã không xót thương mà còn... Tôi là người vô lương tâm đó. Còn các người mới tràn đầy lòng nhân ái. Anh cảm thấy đau lòng khi người tình cũ của mình xém chút nữa bị làm nhục sao? Anh không nghĩ nhẫn tâm tới vậy. Nếu như bây giờ em gặp hoạn nạn rồi trong nhà này, trong gia đình này, tất cả mọi người đều làm ngơ quay lưng với em, em nghĩ sao? Gia đình này có ai quan tâm gì tới tôi nữa đâu. Tôi cảm thấy lạc lõng trong cái gia đình này. Tôi chán ghét mọi người, tôi chán ghét cả anh. Anh xin lỗi. Cái thời gian em đi tù, em nói với anh với má cái gì? Em nhớ không? Em khỏe không? Dạ. Con, má, cảm ơn má đã đến thăm con. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của má và em. Con xin lỗi đã âm thầm lấy mẫu tóc của má và Chiêu Dương đưa đi xét nghiệm. Kết quả chắc chắn hai người là mẹ con ruột của nhau. Khi má nhìn thấy chiếc khăn tay mà con đã cất giữ thì má đã nhận ra con chính là cô gái của má. Hai má con mình nhận ra nhau quá muộn màng phải không má? Bây giờ con lại vào trong này, con không thể chăm sóc cho má được rồi. Má mới là người đáng trách. Má đã từng nói những lời đắng nhớ với con.
Má mong con hãy tha thứ cho má. Con không trách hờn gì má. Có lẽ số phận con phải chịu nhiều cay đắng, phải trải qua nhiều thử thách thì ông trời mới cho con gặp lại ba má. Sau khi con gặp quá nhiều chuyện, con mới nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng tình thân của một gia đình. Tiền tài chỉ là giấy, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi. Dù có ở trên đỉnh vinh quang mà cô độc thì không có gì ý nghĩa hết. Mà không biết con phạm tội gì và tòa kêu án bao nhiêu năm, nhưng má sẽ chờ con, chờ ngày con trở về. Má sẽ đón con trong vòng tay yêu thương của má về gia đình. Em nói với anh với má như vậy đó, em nói em sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để quay về với gia đình mình. Em nhớ mà phải không? Đó chính là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi. Má, 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 má sao vậy? Sao má khóc? Hai vợ chồng thằng Hiếu nó cãi nhau nữa. Má, bộ vợ chồng anh Hiếu có chuyện gì nữa hả? Hai vợ chồng nó bất đồng quan điểm sống với nhau nhiều lắm. Đứa nào cũng nóng tính đó. Má lo sợ chuyện cuộc hôn nhân của hai đứa nó. Má, má hết lo cho vợ chồng con, rồi bây giờ lại lo cho vợ chồng anh Hiếu. Tôi còn thấy áy náy quá. Má già từng tuổi này, má đâu có cầu mong ăn ngon hay mặc đẹp hay là giàu sang gì. Miễn sao tụi con hạnh phúc là má vui rồi. Má, người đang ở đây để bảo vệ con nè. Trúc Trà, má nè con. Trúc Trà, má nè con, má nè.
đừng sợ. Má nè, má luôn bên con, má không có bỏ con đâu. Kể từ nay má ở bên con đừng có sợ nữa. Tôi ở lại mà đi hết đi. Em dậy chưa? Anh nghĩ em hư đốn lắm sao mà giờ này chưa xuống giường nữa. Anh mời em đi uống cà phê được không? Anh đang ở đây hả? Đúng rồi. Anh đi công tác ở Kiên Giang, tiện thể anh ghé ngang qua đây. Ok, nhắn em địa chỉ đi, em tới liền. Ok. Trời ơi, Chiêu Dương hả? Anh có nhìn lầm người không? Anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Anh không ngờ sẽ gặp lại em. Anh mong gặp em đến như vậy sao? Anh đã từng nhìn em trong quá khứ như vậy, tiếc là em không nhận ra thôi. Nếu bây giờ em mới nhận ra thì có muộn không? Không, không bao giờ là quá muộn. Anh luôn chờ đợi em, chỉ cần em cho anh một cơ hội. Mời em ngồi. Dạ, cho em gửi menu ạ. Cho chị một ly đen đá ít đường. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Lâm Phong. Hả? Em muốn lên Sài Gòn chơi, anh đưa em đi được chứ? Được, được chứ. Đây đúng là một thành phố đáng sống. Thành phố này luôn chờ đón em. Làm việc và hưởng thụ, đó mới chính là cuộc sống của mình. Đúng vậy, mình sống chỉ có một kiếp, chúng ta phải sống sao cho đáng. Em thèm khát một cuộc sống đầy máu lửa, một cuộc sống đầy thử thách. Có những nơi quá bình yên, dễ làm cho con người ta nhục chí. Em chưa bao giờ bỏ rơi bản thân mình giống như lúc này. Năng lượng của tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Chiêu Dương à, đợi đến năm em 60 tuổi, em sẽ làm được gì?
Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bí mật. Em thích không? Sao anh biết em thích chiếc này vậy? Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh sẽ biết. Em thích không? Đẹp quá à. Lâu lắm rồi em mới được chạm vào mấy trang sức quyền lực như vậy á. Chỉ cần em thích là được. Nhưng mà chiếc nhẫn này nhiều tiền quá em. Không không, nó rất xứng đáng nằm trên bàn tay ngọc ngà của em. Trúc Trà nè, con không chịu nói chuyện với ai hết, ngay cả má cũng vậy sao con? Thôi con không nói thì má nói cho con nghe nha. Con biết không, trong đời người ai cũng đã từng trải qua nhiều kiếp nạn. Có tai nạn khiến cho người ta phải mất mạng, có tai nạn khiến cho người ta phải đổ vỡ hôn nhân, có tai nạn người ta phải mất mát đi người thân. Con cứ coi như chuyện con vừa gặp phải như là một tai nạn vậy. Cố vươn lên mà sống. Tai nạn là điều không ai muốn, nhưng mà nó cứ ập đến thì mình phải đối diện thôi con à. Ủa? Dạ, thưa má, con mới lên rồi hả? Dạ, công ty có việc nhiều con phải lên giải quyết. Với lại con có ghé siêu thị mua đồ ăn cho má với vợ chồng Quý luôn. Con. Dạ. Con chắc là con với chị Dương không có chuyện gì chứ? Dạ không có gì đâu má, vợ chồng cãi giả mấy câu làm quề thôi. Má lo hết sức. Dạo này Chiêu Dương nó trái tính trái nết lắm. Nó giống như là chứa thuốc nổ trong người nó vậy, ai đụng vô là tanh bành với nó. Trúc Trà ngủ hay thức má? Em có nói chuyện gì với má không? Nó không nói chuyện với ai, ngay cả má cũng vậy. Con vô được không má? Con vô thăm em đi. Rồi sẵn á, con lựa lời khuyên bảo em nó bình tâm lại nha con. Dạ. Trúc Trà, anh nè. Anh biết em còn thức mà, vậy nói chuyện với anh coi. Chà, định làm công chúa ngủ trong rừng giống trong chuyện cổ tích hả? Không có được đâu, hoàng tử bây giờ cưỡi mô tô chứ không có bạch mã đâu mà cưỡi nha. Em có biết bây giờ em nằm đây như vậy, mọi người rất lo cho em hay không? Chỉ cần em khỏe lại vui vẻ
là cả nhà mình lại quay quần hạnh phúc bên nhau. Anh biết rất khó để đối diện với sự thật. Còn nhớ lúc anh đi tù, đến ngày bước ra khỏi cánh cổng đó, anh đã rất sợ. Anh không dám đối diện với sự thật anh từng là một thằng tù. Anh đã trốn chạy cả thế giới này, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em. Chính vùng đất Trà đã cho anh sức sống mới, và chính em là người đã cho anh niềm tin tình yêu là có thật. Không ai có thể đứng trên đôi chân của người khác, mình phải đứng trên đôi chân của chính mình em à. Má, để cho em nó nghỉ ngơi đi con, nó cũng cần có chút thời gian. Em đừng để những ẩn ức chất chứa trong lòng, em suy nghĩ gì nói hết ra đi. Anh, má và cả thằng Kỳ Quý nữa sẽ lắng nghe em mà. Không biết Diêu Dương ở nhà nó có ổn hay không. Tụi con lớn da đầu hết trơn rồi, mà cứ để má suốt ngày phải lo lắng, con thấy con bất hiếu quá. Tụi con có lớn cấp mấy, có trưởng thành bao nhiêu, thì vẫn nhỏ bé trong mắt của người mẹ. Với những đứa cứng cỏi thì khỏi cần lo, còn những đứa bất ổn sao má không lo cho được. Đúng ra từng tuổi này má phải được sống an yên bên con cháu. Nhìn thấy má gì con không chịu được. Má chỉ mong sao gia đình mình ai cũng mạnh khỏe, vui vẻ, sống yêu thương bên nhau, đừng có mâu thuẫn gây xào xáo gia đình là má vui rồi. Lam Phong. Em hỏi thiệt, mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi, em biết là anh yêu em rất nhiều. Bây giờ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn không hề thay đổi. Đó là lý do anh sống độc thân cho đến bây giờ hả? Em biết lý do mà, anh không hề phủ nhận điều đó, là anh sống một mình. Tất cả là vì em. Anh đã có nhiều cơ hội để gần em, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào người em. Tại sao vậy? Vì anh tôn thờ em. Em là nữ hoàng trong lòng anh. Anh ngưỡng mộ em và yêu em vô điều kiện. Anh không cần thể xác bên ngoài. Lâm Phong, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã dành cho em một tình cảm rất đặc biệt. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em. Con nghe nè má. À, con, con ăn cơm chưa vậy? À, con đã ăn mì rồi. Sao vậy con? Sao không chịu nấu cơm ăn? Ăn mì quá nhiều không có tốt đâu, nóng lắm đó. Con thấy no mà má. Con ở một mình có ổn không con? Con ổn mà má, má đừng có lo. Nè, tối con ngủ con nhớ đóng cửa đóng nẻo cẩn thận nghe con, vài bữa má về. Con biết rồi. Dạ, vậy thôi nha má.
Má em gọi, chưa biết là em ở Sài Gòn. Đêm nay em ở lại Sài Gòn chứ? Cũng còn tùy, để coi chủ nhân tiếp đãi nồng hậu đến mức nào. Tối rồi, lên ngủ đi con. Dạ. Má, tối má cứ vô phòng ngủ với Trúc Trà đi, con ngủ ở ghế sofa là được rồi. Con vô ngủ với vợ con đi, má ngủ phòng khách cũng được mà. Đâu có được má, con thanh niên mà, ngủ ở đâu cũng được. Má cứ vô phòng má ngủ với vợ con. Con à, má nữ muốn ở đây chăm sóc cho Trúc Trà, nữa thì muốn về quê. Với lại ở đây má thấy ngại, sợ vợ chồng con sinh hoạt không có tiện cho lắm. Con à, con cũng nên gần gũi vợ mình để chăm sóc dạ ủi cho nó nha con. Má cũng biết đó, bây giờ Trúc Trà đâu có chịu gần gũi con đâu. Cô ấy vẫn còn ám ảnh nhiều chuyện đó. Má biết vậy, nhưng mà má, nếu má muốn về quê thì má cứ về đi, con chăm sóc cho vợ con được mà. Để má thu xếp, má cũng đang sốt ruột dưới đó lắm. Má lo cho chị Chiêu Dương đúng không? Romantic thật là tuyệt vời. Em đã về với nhà của mình, em thích không? Thích chứ. Sớm mình đi uống cà phê nha. Em ngủ ngon. Thôi anh về đi, chúc anh ngủ ngon. Mình đâu dễ để anh ta chạm vào. Khám phá rồi thì còn gì khát khao. Mình phải để cho anh ta chờ đợi. Xứng đáng có được những thứ này.
Sao con đều tụy dữ vậy? Ba ơi, con muốn về sống ở đây. Ở đây giờ đâu có ai con. Con sống với má, với chồng con, mọi người sẽ chăm sóc cho con. Khoảng thời gian tươi sáng nhất cuộc đời con là được sống bên cạnh ba. Chúng ta có những ngày tháng sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trọn vẹn. Ba đi làm, con đi dạy, con nấu ăn cho ba. Ba còn hay đem về cho con những chậu hoa lan thiệt đẹp nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi con à. Con phải sống cho hiện tại. Nhưng mà hiện tại con không muốn sống nữa. Kìa con, con phải thoát ra khỏi cái dòng lẫn quẩn nội tâm đang đè nặng lên mình. Con không có lỗi gì trong cái chuyện này hết. Con yếu đuối quá phải không ba? Con thấy mình làm phiền tất cả mọi người. Ba không ở bên cạnh con được. Con phải cố lên. Ba sẽ luôn ủng hộ con. Ba sẽ luôn dõi theo con. Ba, ba, ba ơi, ba, ba đừng đi mà, ba ơi, ba, 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 ba đừng đi, ba ơi. Trúc Trà, má này con. Chuyện gì vậy con? Con vừa thấy ba, ba bỏ con đi rồi. Ba không bao giờ bỏ con đâu. Ba sẽ luôn bên cạnh con. Con ngủ tiếp đi nha. Ngủ đi con. Ba ơi, con nhớ ba. Chiêu Dương à, của em nè. Anh có hộp bánh từ bên Pháp anh mua về, em ăn thử nha. Em cảm ơn anh. Ừ, tạm biệt em. Cảm ơn anh vì tất cả. Miễn em vui là được. Anh về đi. Ừ, tạm biệt em. Ừ, bye anh.
Dương. Dạ. Chà, mua con đồ hay... nhiều dữ vậy đó hả con? Dạ, dạ con. Chà, đồ tốt quá, chắc bộn tiền hả con? Dạ con có chị bạn thân ở nước ngoài về, chỉ mua mấy này tặng con á, chứ con làm gì có tiền mà mua. Bạn con mua tặng con? Dạ. Bạn này chắc thân dữ à ha? Dạ. Cô qua đây mượn cái rựa về đặng chặt mấy cái cây. Cái rựa cô nó gãy rồi. Dạ con để cái rựa ở ngoài ghế đá, để con ra lấy cho cô hai nha. Thôi khỏi đâu, để cô ra lấy, cô biết chỗ. Để cho mọi người thấy mình có nhiều đồ giá trị như vậy. Hai đứa ăn trước đi. Má có chừa lại đồ ăn, chút nữa má đem vô cho Trúc Trà ăn sau. Dạ. Dạ, con mời má ăn cơm. Trúc Trà có dấu hiệu trầm cảm nặng rồi. Anh Hiếu nè. Vậy thì có cần đưa Trúc Trà đi khám bác sĩ không? Cần chứ. Ngoài thuốc hỗ trợ ra thì bác sĩ người ta còn tư vấn tâm lý cho bệnh nhân nữa. Có vậy mới mau hết được. Con à, bệnh này có nguy hiểm không? Trầm cảm là căn bệnh chết người đó má, không chủ quan được. Tại vì người bệnh lúc nào cũng ở trong trạng thái u uất, mặc cảm, tự kỷ. Lúc nào cũng thấy bản thân mình không còn quan trọng, thậm chí là căm ghét bản thân tới mức mà tự sát luôn đó má. Trời ơi, nguy hiểm dữ vậy hả con? Dạ. Giới trẻ bây giờ mắc bệnh này nhiều lắm. Má cũng thấy đó, mấy sao Hàn Quốc á, tự tử cũng vì căn bệnh này. Má, ngày mai má về quê á, chắc con phải thu xếp công việc để đưa Trúc Trà đi gặp bác sĩ liền. Phải rồi đó, đi liền nha. Còn nữa, má về quê vài ngày coi nhà cửa sao. Thứ nhất á, để cho con Chiêu Dương nó không cảm thấy là mọi người đang bỏ rơi nó. Má về dưới vài bữa rồi má lên liền. Dạ. Nhưng mà má, ngày mai con bận công việc quá, chắc con không đưa má về quê được. Chắc con đưa má ra bến xe thôi. Má đi một mình được mà con. Giả lại bữa nay đi xe giường nằm á, khỏe re à. Vậy để ăn cơm xong con chở má đi siêu thị, má mua gì má mua nha. Thôi con ơi, ở dưới quê cái gì cũng có hết trơn á, mua làm chi, sách nặng tay lắm. Vậy không mấy để con đưa cho má cái phong bì nhẹ nhẹ, má cầm cho dễ hả má? Cái đó được đó. Tụi con cảm ơn má. Những ngày của má ở đây á, tụi con lúc nào cũng được ăn ngon hết. Má không mong gì hơn hết. Má chỉ mong sau gom tụi bay ở chung một nhà, rồi mỗi ngày má nấu cơm cho tụi con ăn, vậy là má vui rồi. Dạ. Dạ. Cô cảm ơn má. Thank you.
lại giết tao. Tao không trẻ quá mày. Tao không muốn chết. Tại sao mày vô nhà tao? Mày cướp đi mẹ của tao. Mày cướp hết tài sản của gia đình tao. Giết bao cuộc độc ác. Đã tao giết tao sao? Chịu vô.